Vừa rồi quên mất ở cái đoạn Mini TVT này này. Mình phải là flag update current thì nó mới truyền được cái exchange sang. Mình quên mất vừa nãy mình để nó là không. Được chưa? Flag update current thì nó sẽ gửi được cái data sang cái thằng detail rồi. Đấy. Chưa? Chờ chút. Rồi, đây code đây.